Đối ngoại lung lay. Quyết định của Liên đoàn Ả Rập trong tháng này về việc tái kết nạp Syria sau gần 12 năm bị loại khỏi liên đoàn, được mọi quốc gia xem là một bước phát triển tích cực. Chỉ duy nhất có nước Mỹ là khó chịu với diễn biến này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đồng thời lập luận rằng sự hòa giải giữa Liên đoàn Ả Rập về Syria báo hiệu sự suy yếu quyền lực của Washington trong khu vực. Từ bất kỳ góc độ nào, việc Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập là điều đáng mừng, ngoại trừ một quốc gia nào đó không cảm thấy như vậy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho biết trong một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh. Ông này nói thêm rằng các quan chức Mỹ không ngần ngại chỉ trích động thái tích cực nói trên và gây sức ép buộc các đồng minh của họ không được bình thường hóa quan hệ với Syria. Thực tế, chính vì sức ép và lệnh trừng phạt của Mỹ mà Syria đã phải hứng chịu 12 năm chiến tranh với những hậu quả thảm khốc kéo dài cho đến tận bây giờ. Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập tuần trước đã đồng ý tái kết nạp Syria, chấm dứt tình trạng đình chỉ bắt đầu vào năm 2011 khi Damascus từ chối chấp nhận kế hoạch của nhóm nhằm chấm dứt nội chiến ở nước này. Một số quốc gia từng cùng với Mỹ tìm cách thúc đẩy thay đổi chế độ ở Syria thì giờ đây đã thực hiện các bước để hòa giải với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad trong những tháng gần đây. Cuộc chiến đã khiến hơn 13 triệu người phải sơ tán và khoảng 300.000 người thiệt mạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin cho hay, việc dỡ bỏ lệnh đình chỉ của Liên đoàn Ả Rập đối với Syria sẽ mang lại hòa bình và ổn định hơn cho Trung Đông và sẽ phục vụ lợi ích lâu dài của các quốc gia Ả Rập. Mỹ và một số quốc gia gọi cách chơi của họ là luật chơi và sự thay đổi chế độ ở các quốc gia khác là mùa xuân. Và, họ, lên án mọi hành động không phục vụ lợi ích bá quyền ích kỷ của họ. Kiểu chính trị méo mó này sẽ không đưa họ đến đâu nữa. Việc Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập một lần nữa chứng minh rằng khi cái bóng của Mỹ thu nhỏ lại thì ánh sáng hòa bình sẽ lan tỏa, ông Wang nhấn mạnh. Lực lượng của ông Assad đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 2/3 lãnh thổ Syria trong những năm gần đây, đánh bại phiến quân do Mỹ hậu thuẫn và các chiến binh nước ngoài với sự giúp đỡ của Nga và Iran. Chính quyền của Tổng thống Assad cáo buộc các lực lượng Mỹ đã chiếm đóng bất hợp pháp các khu vực dầu mỏ ở đông bắc Syria kể từ năm 2014, vi phạm chủ quyền của quốc gia này. Quyết định khôi phục Syria của Liên đoàn Ả Rập được đưa ra 2 tháng sau khi Trung Quốc làm trung gian cho một thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Iran, hai quốc gia có sự cạnh tranh gay gắt, gây căng thẳng địa chính trị trong khu vực trong nhiều thập kỷ. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cùng với một số các nhà quan sát khác đã nhận định rằng thỏa thuận trên cho thấy ảnh hưởng của Mỹ đang giảm dần trên toàn thế giới. Đối nội rối ren, Tổng thống Mỹ Joe Biden và một số lãnh đạo quốc hội hôm 16 tháng 5 họp bàn về giải pháp cho cuộc khủng hoảng trần nợ công. Cuộc gặp diễn ra chưa đến một giờ và không dẫn đến kết quả đột phá gì nhưng cả hai bên đều bày tỏ hy vọng ít nhiều về con đường đi đến thỏa thuận sắp tới. Trong lúc ông chủ Nhà Trắng gọi cuộc gặp diễn ra tốt đẹp và hữu ích, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thậm chí còn nói đến khả năng đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công vào cuối tuần này để ngăn nguy cơ nước Mỹ sắp vỡ nợ. Chuyện Mỹ vỡ nợ chưa từng xảy ra và nguy cơ vỡ nợ đe dọa đẩy nền kinh tế hàng đầu thế giới vào khủng hoảng. Trước đó, Bộ Tài chính đã gia tăng áp lực lên các bên liên quan về việc nhanh chóng tìm được tiếng nói chung bằng cảnh báo chính phủ có thể hết tiền thanh toán các hóa đơn vào ngày 1 tháng 6 nếu trần nợ công hiện ở mức 31.400 tỷ đô la Mỹ không được nâng lên. Dù lạc quan nhưng hai bên vẫn còn khoảng cách khá xa về lập trường. Hạ viện Mỹ hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát hồi cuối tháng 4 thông qua dự luật nâng trần nợ công nhưng kèm theo là một loạt biện pháp cắt giảm chi tiêu trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, dự luật này không có cơ hội qua được Ải Thượng viện hiện trong tay Đảng Dân Chủ. Các cuộc đàm phán về vấn đề này cho đến giờ vẫn chưa đạt tiến triển dù thời gian đang cạn dần. Để tránh kịch bản xấu xảy ra, ông Biden buộc phải rút ngắn chuyến công du châu Á sắp tới để có thêm thời gian gặp các lãnh đạo quốc hội. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G7, nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, tại Nhật Bản từ ngày 19 đến 21 tháng 5 rồi trở về nước, không đến Úc và Papua New Guinea như kế hoạch ban đầu. Tổng thống phải ưu tiên vấn đề thanh toán tài chính của Mỹ hơn là công du nước ngoài. Ai hiểu về chính trị Mỹ sẽ hiểu quyết định của ông ấy, Biden, ông Patrick Cronin, chuyên gia tại Viện Hudson, Mỹ, giải thích. Dù vậy, giới phân tích nhận định bằng cách tập trung xử lý các vấn đề ưu tiên trong nước, quyết định trên có thể tác động tiêu cực đến uy tín của Mỹ ở nước ngoài, nhất là nỗ lực xác lập vai trò lãnh đạo toàn cầu trong dài hạn. Ông Jack Cooper, chuyên gia của Viện Doanh nghiệp Mỹ, nhận định thêm rằng việc cắt ngắn lịch trình công du nói trên của ông Biden phát đi thông điệp các nước G7 được ưu tiên hơn nhiều quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Diễn biến trên cũng nêu bật thách thức dài hạn hơn đối với ông Biden và nước Mỹ nói chung, sự chia rẽ trong nước đang gây hại cho họ ở nước ngoài, từ đó tạo ra khoảng trống nơi những người khác có thể bước vào. Các chính phủ trước đây của Mỹ cũng phải đối mặt nhiều thách thức khi tìm cách xem khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Giờ đây, ông Cronin cảnh báo một số sáng kiến được đánh giá cao của Washington, nhất là tại châu Á-Thái Bình Dương và liên quan đến nhóm bộ tứ, gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, có nguy cơ gặp trở ngại dưới thời Tổng thống Biden. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.